Độc giả thấy một nỗi buồn sâu sắc về quá khứ, về lịch sử. Có những chất xúc tác như thế nào để viết về nỗi buồn đó? Ocean Vương cho biết. Lúc mà em bắt đầu viết á, em phải tự lấy cởi dài ra trong cái hồn của mình. Đó, mình phải tôn trọng cái việc làm của mình. Và cái ngôn ngữ, ngôn ngữ của mình, anh tôn trọng, đó là cái độ nghề của mình. Thì mỗi lần em ngồi xuống em viết, em thấy cái này là một cái câu hỏi rất là hiếm. Đó, thì khi như mình đi vô chùa vậy đó, mình phải cởi dài ra, mình phải nói chuyện nhỏ lại, cái gì cũng phải chú ý tới. Thì em thấy cái buồn hay là cái khó chịu đó là cái giá rất là rẻ, cái đó mình dễ trả, tại vì cái câu hỏi nó rất là quý. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Hương Lan là một giọng ca nổi tiếng cả ở trong nước và nước ngoài. Sau gần 60 năm ca hát, Hương Lan vẫn trụ vững tên tuổi của mình với công chúng yêu nhạc bằng giọng hát đẹp và một đời tư trong sạch. Bà được công chúng mến mộ với những nhạc phẩm của... Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cái radio của hãng Panasonic. Nó có tên mã rút gọn là S22. Đây là một cái radio có cái kích thước hết sức là gọn gàng. Nó có bề rộng vào tầm khoảng 33 cm. Chúng ta hoàn toàn có thể để nó ở ngay đầu giường để thủ thỉ tâm tình vào ban đêm, hoặc cũng có thể xách đi đây đi đó. Một cái kích thước hết sức là gọn gàng, và như vậy nó có tính di động rất cao. Cái ưu điểm đầu tiên ở trên con Panasonic S22 này đó là nó có FM 108, nghe đủ các đài từ trung ương đến địa phương. Ngoài băng sóng FM thì nó còn có băng sóng chung, sóng AM và một cửa băng cassette nằm ở vị trí trung tâm. Nhưng mà qua năm tháng thì cái dây cua roa bên phần băng cassette thì nó mủn, nó đứt rồi. Do vậy phần băng cassette em không tính. Đây là một con đài stereo sở hữu hai cái củ toàn giải, kích cỡ màng vào tầm khoảng 6 hoặc 7cm gì đó. Màng giấy, mũi loa có tráng một lớp kim loại. Nói chung đây là một trong những cái radio vô cùng thân thiện và dễ sử dụng, bởi vì là nó lấy sóng bằng cái lăn tay. Khoản này thì những người ở cái nhóm tuổi cao người ta rất thích, bởi vì dù sao ấy, lấy sóng bằng cái lăn tay nó cũng cho chúng ta một cái cảm giác nó thật hơn nhiều so với việc lấy sóng bằng phím. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái công tắc gạt để thay đổi băng sóng. Đây là để mono shifter bên phần nghe băng sóng FM. Và đây là gạt sang bên trái là nghe bằng tape cassette, gạt vào giữa là nghe radio. Đây là chiếc áp volume và đây là chiếc áp tone thanh trầm. Có quai sách. Ở góc bên tay trái chúng ta thấy nó có kết nối lỗ phone cắm ra tai ngoài. Và đây là đường nguồn AC 100V. Con đài này nó sử dụng điện 100V. Vừa rồi là anh em chúng ta đã nghe bằng pin. Thường thì bán mấy con đài này em cố gắng lắp pin vào để cho khách hàng biết được rằng là con đài nó vẫn có thể lắp được pin và hát bình thường. Nó sử dụng 6 quả pin, tức là đài 9V dòng pin C. Bây giờ thì em sẽ bỏ pin ra nha. Chúng ta sẽ tiến hành test một đoạn bằng điện 100V. Các bác chờ em một chút để em cắm cái dây nguồn. Vâng, em đã cắm xong cái dây nguồn. Giờ anh em chúng ta test một đoạn nghe điện 100V.
bà vẫn luôn cảm nhận rằng dòng nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn hợp với giọng hát của mình nhất. Chú không có viết những cái bài tình tứ nhiều. Tuy nhiên nếu mà nói tới những nhạc quê hương mộc mạc thì chú là một cái người nhạc sĩ mình khó tìm được khi mà chú ra đi. Nhạc sĩ có một cái tính chất lạc trong con người của họ. Nhưng mà ở chú, cái lãng mạn của chú đó, chú lại dồn tất cả về cho gia đình, cho những bà chị, cho những bà mẹ, cho vợ. Cho nên là... Có lẽ cho đến bây giờ vẫn chưa có ca sĩ nào thay thế được giọng hát Hương Lan với những nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ của Bắc Sơn, người nhạc sĩ nổi tiếng với dòng nhạc tự tình quê hương. Xin đường làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, nghe chúng quê hương xa lời từ cất bước. Của ca sĩ Hương Lan về những ca khúc Bắc Sơn đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Trước đây em nhập cái con đài này với cái giá khá là cao. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó cũng là ngày cuối năm và em quyết định bán dưới giá nhập để cho bác nào đang có cái nhu cầu tìm kiếm những cái con đài mà nó có cái kích thước nhỏ gọn, tính di động cao thì có thể ôm về. Em bán cái con S22 này với giá là 500.000 đồng, miễn mặc cả trả giá. Em cũng không ship COD và không bao ship. Đợt này shop em tạm thời hết dây nguồn số 8. Do vậy bác nào mua con đài này tự đi mua dây nguồn. Khoản dây nguồn thì các bác có thể đến những cái cửa hàng người ta bán điện dân dụng hỏi mua dây nguồn số 8, thì tất cả những cái cửa hàng bán điện dân dụng người ta đều có cái thứ này để bán nha. 500.000 đồng, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Ở thời sự chiều, chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo lúc 19:05, mời quý vị và các bạn cùng đón xuân ở xã Trạm Rada, vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Và vào lúc 19:30 là thời gian của chương trình 360 độ sức khỏe.